Hãy nghe tôi hát tập 12 đến với quý vị cùng những bản tình ca về những cuộc tình dang dở. Với những bài hát đã đi cùng một tiếng hát ngọt ngào, đã từng là một hiện tượng, ca sĩ Mạnh Đình. Đây cũng là đêm thi quyết định để chúng ta biết ba gương mặt nào sẽ hiện diện trong đêm chung kết. Mỗi một vòng thi các em tiến bộ rất là nhiều, gần tới cái mức độ ăn thua rồi. Các em phải chứng tỏ tài năng của mình. Đón xem, hãy nghe tôi hát tập 12, chủ đề Mạnh Đình, bài tình ca gian dở, vào lúc 21 giờ thứ năm, ngày 11 tháng 5 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Phát lại vào lúc 11 giờ 45 thứ sáu, ngày 12 tháng 5 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.